chào quý vị khách hàng và các bạn. Tôi đến từ công ty cửa Nam Đô. Tôi đang có mặt tại công trình sử dụng sản phẩm cửa nhôm xích pha của công ty chúng tôi. Đây là công trình biệt thự của chú Vượng và khu biệt thự An Lộc, Gò Vấp. Công trình này được thi công vào tháng 4 năm 2020. Công trình này thì sử dụng cửa nhôm xinh pha màu vân gỗ nhập khẩu, sử dụng phụ kiện Kim Long chính hãng. Sau đây tôi sẽ đi vào công trình và tham quan trực tiếp sản phẩm. Đây là một bộ cửa sổ 4 cánh mà quay. Đây là các cửa sổ 1 cánh. Đây là màu vân gỗ nhập khẩu. Toàn bộ cửa sổ thì sử dụng bản là chữ A. Tay nắm Kim Long chính hãng. Bản là chữ A thì có tác dụng chống gió rất là tốt. Giờ mở thì được dưới 90 độ. Đây là bên trong công trình và các phần trệt. Kia là hai bộ cửa sổ một cánh mà quay. Quay. Hiện tại thì công trình chưa đi vào hoàn thiện. Đây là tay nắm cửa Kim Long. Đó lên tầng tiếp theo tham quan các sản phẩm cửa đi. Đây là những vách kính kết hợp với cửa sổ hắt phần ô lưới sáng của thang. Bộ cửa đi hai cánh chiều, phần bên trên thì làm cửa sổ hất để lấy thoáng. Đây là phần cửa sổ cánh mà quay và mở hất ở bên trên. Cửa đi thì sản phẩm được sử dụng khóa Rita ở bản lề 4D HMA. Đi hai cánh. Đây là bộ khóa Rita Hàn Quốc, khóa đa điểm. Đây là bản lề 4D và màu bạc. Phần mái của sân thượng thì có những vòng cong như thế này kết hợp với cửa sổ. Đây là phần sân thượng của biệt thự. Đây là một bộ cửa sổ cánh. Còn hất một cánh có vòm.
tại công ty chúng tôi có nhận thi công các sản phẩm cửa nhôm kính màu vân gỗ như Sinfa và Toban. Thì về sản phẩm màu vân gỗ thì ngoài màu nhập khẩu như thế này ra thì công ty chúng tôi còn có những sản phẩm trong nước có màu vân gỗ khác. Nếu quý vị đang xây nhà hay là sửa nhà có nhu cầu dùng sản phẩm công ty chúng tôi thi công, liên hệ trực tiếp đến hotline 0933 626060. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá.